Trước nhất xin kính cảm ơn anh Lang Thang Sài Gòn và có lời để gửi tất cả bà con của mình ở trên mạng xã hội để bình luận về cái ông thầy Thích Trấn Quang này á. Theo tôi thấy á, cũng theo dõi hôm đó tới nay á, thì cái mức bà con mình để khen thưởng ổng á thì tôi thấy không có, mà thấy hơi phàn nàn là nó nhiều. Nhưng mà tốt hơn á là tôi khuyên cái đệ tử của ổng á đừng nên lên bao biện nữa. Dù gì đi nữa mấy em cũng còn trẻ còn nhỏ, thì mấy em phải học được cái đạo lý, cái chân lý, cái lẽ phải. Và bây giờ thầy của mình á là đã đi lên trên mạng này rồi, đã thuyết pháp bao nhiêu năm rồi mà coi như là Phật tử đã lầm, thì bây giờ giáo hội á, là cái người lãnh đạo sáng suốt mà người ta đã nhìn thấy cái lỗi của thầy mình là sai chật, là người ta không cho thuyết pháp nữa, không cho để tụ tập đông người và để truyền bá cái chuyện mà nó không đúng với đạo lý, thì mấy em nên thức tỉnh về sống với cha mẹ mình đi. Cái người tạo mình ra, sanh mình ra nè, mà bây giờ mình không nghe, mà mình để đi nghe một cái thằng thầy bái lát như vậy á, để cho uổng cuộc đời của mình, thì tôi thấy rất tiếc cho mấy em này. Còn Thích Trấn Quang này á, là mình tự xét hỏi lại bản thân năng lực của mình, mình có tu thật hay chưa, mình có đủ bản lĩnh, cái đầu óc mình đủ trí tuệ về vấn đề học thức hay chưa. Quan trọng nhất là mình tự làm, tự hỏi cái bản thân của mình. Chứ bây giờ cái trình độ của mình có bao nhiêu thì mình hưởng thụ bao nhiêu, thì nó an toàn nhất, ngủ ngon nhất. Không có ai mà làm cái gì mà được để cho cái tư tưởng, cái đầu óc mình mà bị lay động hết, để bị buồn phiền hay là bị suy nghĩ là không biết ngày mai ngày mốt này mình sẽ có bị cái gì hay không. Đó là quả báo đó. Còn nếu cái năng lực của mình thật sự á thì mình có sợ cái gì, cứ ăn ngon ngủ yên thôi, có gì đâu mà phải sợ, có gì đâu phải lo gạo buồn. Còn mình mưu mô xảo quyệt thì sớm với muộn, giấy thì không gói được lửa, cây kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra thôi. Cái thực chất của cái đồng tiền nó là ma, ma quái lắm. Nếu đồng tiền mà xài cho đúng á, là tiền á, có thể nó hiền như Phật. Còn nếu miễn mình sử dụng sai mục đích rồi á, là nó cũng ác như quỷ, nó cũng giết người đó, chứ đâu phải không đâu. Ông học trong đạo lý, trong Phật mà hầu như là không biết ông hiểu sao, cho tôi thì không có người ở trong tôn giáo, nhưng mà về cái sự nhận xét của tôi cũng nghe thoáng qua là những cái lời của những người lớn tuổi thì người ta nói là cũng như thế đó đó. Chứ thí dụ như bây giờ ông cứ sống bằng thực tế đi, cái bản năng của mình có bao nhiêu là mình hưởng bao nhiêu. Còn mình cứ sống bằng sự thật, mình nói thiệt đi, tối ngủ yên nghe, không có sợ cái gì chứ. Còn thí dụ mưu mô thế này thế kia thế nọ thì sớm với muộn thì nó cũng sẽ bị lòi ra thôi. Chứ thí dụ giờ tôi nói ông, thí dụ bây giờ mình học thiệt nè, mình học từ mẫu giáo rồi lên tiểu học rồi lên trung học lên đại học đi, mình học bằng thử sự thật, nó tới luôn như vậy, nó đạt yêu cầu như vậy và được thầy giáo chấm chọn á, đâu đó nó rõ ràng, có sợ gì đâu, ai mà bắt hết mình, ai mà đặt vấn đề mình được. Mà khi mình học là đã phải có bạn có bè, phải không? Tôi hỏi Trấn Quang nè, thí dụ mình học hồi cấp 1 mình học với ai, bạn mình là ai? Thí dụ giờ ông đâu có lẫn đâu. Cuộc đời của tôi là tôi nhớ, tôi hồi nhỏ thì tôi không nhớ, nhưng mà cỡ chừng mười mấy tuổi là tôi nhớ rồi. Rồi đó tôi học với ai, hay là lớn lên vai trò tôi sống trong cuộc sống môi trường như thế nào là tôi nhớ hết á. Còn ông không lẽ ông lẫn sao? Bây giờ cái này tôi chỉ hằng hỏi ông nha, yêu cầu bây giờ người ta nghi ngờ ông cái bằng cấp giả này kia nọ, ông học không có tới mà ông mua bằng hay là xài bằng lậu bằng giả gì đó,
cái bình luận trên xã hội thì nó đa đa hệ. Thì thôi giờ tôi hỏi ông nè, ông đơn giản tự mình thanh minh cho mình đi, đâu có gì đâu mà khó. Đơn giản nhất là tôi nói vậy là chẳng qua mình chịu không nè. Bây giờ đơn giản nhất là bây giờ hồi tôi học trung học tiểu học gì đó, bạn tôi là thằng nào, tên gì gì đó, rồi hồi đó thầy tôi là ai, vào năm mấy đó, thì tôi kể ra đi. Rồi tôi gặp mấy bạn đó, tôi nói hồi đó tao học chung với mày đó, mà giờ lúc đó thầy mình là ai hay là cô giáo mình là ai đó. Thì bây giờ có những người ta xác nhận tôi hồi đó tôi cũng học chung với Quang vậy đó, thì coi như cũng có bao nhiêu bạn bè mình làm chứng với mình. Rồi là thí dụ thầy cô mình là ai đó, bây giờ còn hay là mất, hay là bây giờ hiện giờ về hưu chưa đó. Đơn giản nhất dễ ợt, có gì đâu mà để cho xã hội mình tao bên đàm tiếu mình này kia nọ, rồi tao nói mình lấp liếm học không có được trình độ cái đó mà đi mua bằng này kia nọ ngụy biện rồi để nó gạt người ta này kia nọ, rồi đó là cái chuyện xấu hổ. Mình tự mình giải quyết, mình rửa sạch cho mình thôi, không cần ai chứ á. Còn thí dụ học trong cái bằng mà trong cái vấn đề về ngoại ngữ đó, mình đậu vào lúc đó mình học với ai, cái khóa đó vào năm mấy, nhập học hồi nào, rồi mãn khóa đó là thầy nào cô nào dạy mình. Rồi trong cái khóa học á, mình đi học thì cũng phải có bạn có bè chứ, không lẽ mình lại đó mình học mình không lẽ ngồi chơi chọi có mình như ông thằng thừ hay sao, hay như có hai hai ba ông táo ngồi hay sao. Đâu phải, cái khóa học cũng phải đông, phải không Quang, nhớ không? Thì bây giờ giữa năm học đó tôi học đó là bạn đó nè, bạn nào nè thân với mình nè, rồi hoặc không thân cũng được, rồi nam có nữ có nè, rồi thầy đó là cô giáo đó, thầy nào cô nào dạy môn nào đó, thì trong cái tiết học như thế nào đó, rồi cuối cùng tới mãn khóa đó đó dầu thất lạc hồ sơ thì cũng còn bạn bè cũng còn cô giáo, thì có nghĩa là người ta cũng phải nhìn nhận. Hồi đó tôi có năm đó vào năm đó đó tôi có học với Quang này kia nọ rồi đó, trời đất có cái gì đâu mà khó, trừ ra mình học bằng cái kiểu kiểu mà nói thôi, chứ sự thật không có đó thì nó ngại, không có phân chứng được, phải không? Chứ còn sự thật sao tôi thấy nó cũng dễ dễ phân chứng trên mồ gì đâu. Còn thí dụ như học về tiến sĩ nè, thì về cái mùa Covid thì sao tôi thấy 19, 20, 21 thì đó, mấy cái năm đó nhớ Covid dữ lắm, mà sao thầy Quang đi học mà sao mà ngộ ha? Sao khóa học đó bốn mấy người mà nội thầy trò không tới hai mấy người người ta học. Công nhận phải nói là cái chùa này, nếu bây giờ tôi cũng có cái lời yêu cầu, nếu mà sự thật thầy Quang này có một cái biệt tài học nhanh như vậy mà giỏi như vậy, mà trong cái số Phật tử này cũng là một nhóm này học rất là giỏi, thì nếu tôi cũng yêu cầu nhà nước mình nên suy xét, nếu mà giỏi bằng thật sự thì cũng cần nên biểu dương rồi đưa lên là những cái đề tài mấy thầy trò này nó làm bài như thế nào đó, thì coi như là nếu mà nó giỏi như vậy thì cần phát huy lên để cho đất nước mình nó phát triển theo những cái đất nước xã hội mà bây giờ đang phát triển mà, thì cần nên biểu dương. Còn nếu sự thật mà nó không có giỏi bằng thật sự về năng lực thì cần nên chỉ chỉ tố ra coi bây giờ mày mày học thiệt hay là mày mày dối trá đây. Thì bây giờ những người nào mà để cấp bằng hay là để nó mua bằng, hay là bây giờ đó có những cái trường hợp nó bể ra những cái vụ án mà những cái thành phần bây giờ nó làm con dấu giả đó, rồi nó tôi không nói là cơ quan nhà nước, nhưng mà sự thật bên ngoài bây giờ bắt ra những cái vụ nó cũng có xảy ra trên xã hội đó, thì có những chỗ nó làm con dấu giả này kia đó thì truy lùng ra bắt những cái thành phần đó, thì cuối cùng nó cũng lòi ra, thì cuối cùng bây giờ cũng xử lý đâu cho nó nghiêm minh. Chứ bây giờ những cái thằng mà nó bây giờ nó không có trình độ mà bây giờ cuối cùng nó làm giấy tờ giả như vậy, là nó có nghĩa là nó làm thế đó là nó hại cho đất nước, làm quỳ một thằng dốt mà lên mà nói chuyện làm thầy, làm sao làm thầy được, phải không? Thì bây giờ cái gì cũng công bằng của xã hội, thì bây giờ cái nhân tài thì nhân tài thật sự mới có lợi ích cho đất nước. Còn thứ dòng mà nhân tài dởm này thì cuối cùng chỉ là an tàn phá hại thôi.
Thành ra cái chuyện này á, những cơ quan chức năng có cái trách nhiệm, có bổn phận phải làm sáng tỏ cái vụ này thì cái đất nước này mới phát triển lên được. Bây giờ chứ nếu mà nói cái chuyện này mà lớt lớt rồi bỏ qua, lúc này ầm ầm đang nóng thì người này lên nói, người kia lên nói, gầm gỗ lên vậy, cái bắt đầu cái từ từ cái bắt đầu làm thanh đêm dịu, thì chuyện đó nó đâu có công bằng với xã hội được. Còn thí dụ bây giờ cái cơ quan nào cũng có cấp lãnh đạo, thì bây giờ anh ở cấp này thì có cấp cao hơn, ở cấp huyện có cấp tỉnh, rồi cấp tỉnh có cấp trung ương. Thì bây giờ nếu mà suy xét cái nguồn gốc xảy ra công chuyện gì đó, mà bây giờ cái cấp ở trên đưa chỉ thị xuống, bây giờ yêu cầu cấp đó phải trả lời, cấp dưới phải trả lời, thì trong nguyên tắc mấy ngày, thời gian bao lâu phải trả lời, còn nếu không trả lời là phải có biện pháp xử lý như thế nào. Chứ còn nếu mà nói là bây giờ yêu cầu trả lời, nếu xuyên trả lời, còn không xuyên thôi, còn nếu trả lời qua loa không được. Bây giờ trả lời là phải đâu đó rõ ràng, có văn bản. Còn nếu mà chứng minh cái chuyện gì á, bây giờ em này học trình độ, em này giỏi nè, giỏi thật sự nè, thì bây giờ ở trên á, bây giờ có quyền thử. Bây giờ đưa những cái đề tài gì đó để coi nó đáp ứng, nó đáp lại, nó có đúng không, nó làm được không, hay là đưa ra vấn đề về toán thử coi nó làm đúng không. Thì nếu nó làm Đấy thì sai cả thì đương nhà nhiên cái mình này nghĩ chắc chắn sao? rồi, có ai làm bài sẵn cho nó nè, nó về nó sao chép lại, nó copy lại. Trời đất ơi, nó dễ xử. Tôi là thằng nó thiệt rồi đó, tôi trình độ tôi thì không có học cao được, bởi lúc đó tôi bị mấy gì cộng này dụ rồi tôi đi vô rừng tôi ở, thành ra tôi không học cao, tôi tức. Nhưng mà cái sự nhận xét tôi hiểu, tại hồi đó là nói chung á, tại cái thời kỳ đó là nói chung là nó mà làm việc cộng là dốt không à, đa số là dốt nhiều. Rồi tôi là chỉ có biết quýnh vạt thôi chứ không có trình độ. Nhưng mà cái chuyện gì nghe mấy ông nói, mấy anh mà lớn lớn lãnh đạo, mấy anh nói sao là làm y vậy, là tôi thấy từ lớn tới nhỏ y như nhau vậy đó, rất là thương nhau mà không có cái gì gì mà để phiền phức hết trơn á. Thành ra coi như là từ cái chỗ đó mới được thành công nè, chứ hồi đó nói thiệt chứ trời ơi, lính nó chừng 1.000 thằng, tôi chừng 20 thằng nè, quýnh cả tháng trời vậy đó. Cũng 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 là bây giờ nó không bao giờ nó làm được tụi tôi gì chứ á. Thành ra từ cái chỗ đó tụi tôi có sự đoàn kết mà có sự thiệt tình, thành ra cái chuyện bền vững là đến được vậy á. Còn bây giờ mấy anh có cơ quan rồi có cấp này cấp kia, bằng này tiến sĩ này, ông giáo sư kia, luật sư nọ, đủ thứ hết trơn, mà cái trình độ văn hóa là mấy ông giờ quá trời cao luôn. Mà thí dụ bây giờ cái chuyện đơn giản mà giải quyết không được thôi chết rồi. Tôi nói thiệt, bây giờ tôi là giờ so sánh là nó thiệt giờ cũng lớn tuổi rồi đó, nhưng mà nói thiệt chứ đưa cái vụ này của chú quan này đi tôi làm cũng ra nữa. Nó thật tình mà nói đó, mấy ông không tin. Bây giờ nếu mà đưa cho tôi có cái quyền gì đi tôi làm mà không ra, nó thiệt mấy ông tử hình tôi chịu nè. Bây giờ mày học cấp 3, hồi đó mày học với ai, bạn mày là nào, thầy mày là ông gì, cô mày là người nào, mày học đó trường ở đó, lúc đó học nhập học ở đâu, trời ơi tôi tìm ra tới giống gì nữa, chứ không ra đơn giản nó trời luôn. Chuyện dễ ở dễ còn hơn cháu là không ra, chứ hai nước không muốn làm hay sao, chứ dễ ở mà không có khó. Tôi nói thật, nếu mà sự thật mà muốn đi tìm mấy chuyện chân lý của thằng quan này nó dễ như chơi vậy đó. Thằng này nó thiết lý vấn đề á, nó chỉ hù dọa, nó hù dọa cái vấn đề cái người mà tu thật rồi đấy, thiệt tình thì nó gạt người ta để nó kiếm tiền thôi. Chứ còn nếu mà nói bản lĩnh bên ngoài mà để nó cháo chở trừ ra, người nào muốn để cho nó vượt rào thì vượt, chứ nó thiệt gặp tôi khép kín rào thiệt tí là chạy không khỏi, với ở tìm dễ không chết có gì đâu. Rồi đó mày học cái bằng mà gì ngoại ngữ, học ngoại ngữ lúc đó mày nhập học năm mấy, học ở trường nào, bạn mày là học ai, không lẽ giờ nó không nhớ nó học với ai chứ sao trời. Nó đâu mày, nó đâu khùng đâu mà giờ học mà giờ không nhớ bạn học là ai chứ trời, rồi học với ai. Nó thể chứ nó dễ, trời ơi nó nói rồi con nít nó cũng biết nữa, trừ ra muốn không làm á, làm sao bức với mấy động gừng hay quả mai. Chứ còn nói thật muốn tìm sự thật là nó quá dễ, nó dễ dễ nó thiệt chứ, ăn cháo còn phải múc phải nuốt lợn cợn chứ, còn cái này chứ còn tệ hơn, dễ còn hơn uống nước nữa, chỉ đút vô cái hấp cái rồi
dễ ở á. Tôi nói thật tình đó, đối với cái chuyện của ông Quang này á, trừ ra mà nó qua cua được đó là ngoại trừ ra muốn phớt lờ sao, chứ còn nói thật tình mà nói giờ giao tôi đi, tôi mà làm hoàng quan này mà không không ra bằng giả bằng thiệt hay như thế nào đó thì kiểu mấy ông tử hình tôi cũng chịu dễ chết, có đâu mà khó. Nó nói chuyện toàn là nó hù dọa ta không, ở chỗ này trình độ gì, có giáo sư nào, luật sư nào, tiến sĩ nào mà ăn nói như nó đâu. Nghĩa là nó lợi dụng ở chỗ mấy người mà tu người ta chân chánh, người ta hiền thiệt đó này chứ nọ, nó gạt không chứ tôi hỏi với ông nè, nó nói không có gì mà chứng cứ được chứ. Tôi nghiên cứu kỹ lại rồi, những người lời của ông Quang nó nói là không có cái gì mà vô bài bản gì trong luật đời luật đạo, nó không dính vô gì chứ, nhưng mà nó vẫn nó lên nó ra gã nó nói, mà nó nói mà tại sao người ta tin. Tôi nghĩ ta có cái là nó mượn cái áo đạo, cái màu vàng nó bật vô rồi nó cạo chọc cái đầu nó, rồi người ta cứ nghĩ là vậy là ông Phật, nó hơi giống giống ông Phật, người ta nghĩ vậy là nó nói trong Phật pháp, nó nói trong điều lý, mà nó nói dẫn chứng không được mà không ai dám hỏi hết trơn á, từ cái chỗ xuôi hướng nè, nó xuôi hướng rồi cuối cùng á gạt nhau. Có một số đệ tử của nó là coi như nó nói cái ủng hộ lên, cái vỗ tay tấm kia cũng vỗ theo, rồi cái cuối cùng á từ cái chỗ đó đó mà nó mới mới gạt nhiều người, người này rủ người kia, rồi bây giờ vô đó người ta đi trước, trời ơi người ta tin thầy Quang vậy mà mình vô mình chống đối, mình ra đâu có ăn gơ, đâu có ai chơi mình, cuối cùng cũng xu hướng có nghĩa ngu ngu một người là ngu hết cả bầy. Chứ tôi nói thật tình mà nói, tôi dòm đệ tử của ông Đức, đệ tử của ông Quang là tôi nói thiệt, mấy ông phân biệt hai cái chùa thôi, đệ tử của ông Đức là dâm tạc, thằng Đức dâm tạc nói miệng ra là toàn là nói bậy chim cu luôn không à, rồi top dưới hả hê cười vỗ tay, trời đất ơi thấy hiếp mắt đó. Còn cái số đệ tử của ông Quang là đồ nghe lời cu hầu cát đản đó, hai cái phe, hai cái chùa thôi, tôi điển hình hai hai cái Phật tử của hai này là một phe thì dâm tạc, trời ơi nói bậy nói bạ chim cu gì cũng cười ngất cười ngưỡng nhăn răng hả họng mà cười tưng hô đó, mà Nam Mô A Di Đà Phật nó la làm như là sơn đông mãi giỏ vậy đó, chứ đâu phải người tu hành như kỳ cục vậy, mà cũng có người làm theo cũng mê cũng theo lên, bây giờ cũng ủng hộ nữa, đi theo cái đường đó đang giải thoát, không biết giải thoát cái chỗ nào tôi không biết nữa. Còn cái thằng Quang á là toàn là nói chuyện ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời nha. Thằng Quang mà chẳng Quang này nè, bị nó biết còn mấy kho di gút ở trên trời cho nó chứa mấy kho ở trên đó, cái động trời không, rồi á nói chuyện âm phủ đó, thằng ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, rồi nói chuyện ăn ở Việt Nam đây mà nói chuyện bên Tây bên Tàu anh á, mà hồi mà đói gì bên bển á cu hộ các đảng nữa, bển nó xin visa nó nhập về Việt Nam vậy mà cũng có người tin nữa. Mà bây giờ cấp bằng này bằng kia, cái thằng này mà cấp cho nó bằng tiến sĩ này ha, mười mốt nó nói láo là cái thế hệ sau là kể như chết, nó nói gạt là nghe u mê liền à, tu mà nghe theo cái thằng này là u mê. Nó có nhiều người lên đó, con hồi ở nhà thì nó ngoan ngoãn mà đi theo thằng này, rồi cuối cùng về nó nghe lời rồi cuối cùng cãi cha cãi mẹ đó, còn vợ đi đi chùa cho đã, về chống lại chồng nghe thầy à. Thành ra từ cái chỗ đó đây là một cái điều là xấu cho xã hội, cần nên phải phải làm cho rõ. Thằng này nói dốt người ta tin ít nha, nó ôm được cái bằng người ta tin nhiều, mà ngược lại á nó ôm cái bằng này mà được cái ông giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo này ha, mà tưng bốc nó lên cái này nữa ha, là nói láo một người ta tin tới 10 luôn, bởi vì chứng minh là có ông này nè, có ông này ca ngợi nè, đức hạnh nó nè, rồi cái tên tuổi của nó nè, cái tên nó mà từ cái pháp danh nè, rồi từ cái tên của nó ổng cũng ca ngợi lên nè, rồi cái phúc hậu của ổng nè, cái mặt nó dòm thấy có phúc hậu nè, nó cũng có cái mà ấn tượng là gần tương tự, nó so sánh với Bác Hồ nè, thành ra cái này rất là nguy hiểm nha. Cái này tôi nói lời tôi nói lên đây á, mấy cấp lãnh đạo có trách nhiệm, mấy ông cần nghiên cứu kỹ lại cái lời ông Chí Bảo này.
ông Hoàng Chí Bảo này, ông tưng hô cho cái thằng quan này á bao nhiêu á là cái tệ hại của xã hội, sao nó là bị ảnh hưởng rất là nặng nề, rất là nguy hiểm. Bởi vì cái thằng này lúc trước nó chưa có ai mà tưng bốc nó, mà cuối cùng nó còn được nổi tiếng như vậy, nhiều người theo ủng hộ nó như thế, mà bây giờ được ông Hoàng Chí Báo này mà ông so sánh nó ngang tầm, gần ngang tầm với Bác Hồ nữa, thì coi như là thằng này nó láo rồi, bắt đầu người ta tin. Bởi vì coi như là cái danh dự của thằng này quá cao rồi. Đất nước này á, tôi nói thật, tôi nói cái này là tôi nói bằng thật tâm, tôi nghĩ sao tôi nói vậy, mà tôi nói rồi mấy ông nên suy nghĩ đi nè. Khi Bác Hồ đã mất qua rồi á, biết bao nhiêu người kế vị nắm lãnh đạo theo cái đường lối, cái chủ trương, cái chính sách của Bác mà lãnh đạo. Khi đất nước mình bị chia hai từ vĩ tuyến 17 trở về ngoại, từ vĩ tuyến 17 trở về hôm nay, đất nước bị cắt chia đôi, người ta mới dựa vào cái đường lối chủ trương của Bác mà người ta đồng lòng với nhau để cho đất nước đi đến thống nhất. Bây giờ có nghĩa là những người đó biết bao nhiêu là người ngã xuống, mà biết nhiều vị tướng là cũng là anh hùng đó, nhưng mà mấy ông tướng đó có ông nào mà đứng lên dám vỗ ngực là tao ngang hàng với Bác Hồ không? Còn mấy ông lãnh đạo, bí thư hay là chủ tịch nước hay là bí thư gì đó, rồi các ông trong ban ngành đó, có ông nào tự hô vỗ ngực là tao bây giờ tao thừa cái nghiệp của Bác Hồ đây, bây giờ tao cũng như ngang hàng với ông không? Đâu có ông nào dám đâu, vẫn xưng là một học trò của Bác Hồ thôi. Mà bây giờ cái thằng Thích Trấn Quang này á, nó cũng như là một bãi cứt trâu vậy đó, bãi phân trâu vậy đó, mà lâu ngày nó thành bùn, cuối cùng nó thành một nắm bùn thôi, chứ nó không phải là cái cục đất sét mà có giá trị để ung lên cái viên gạch để xài đâu. Nó tệ như vậy đó. Còn Bác Hồ á là cũng như một viên ngọc sáng cho đất tất cả người Việt Nam của chúng ta, chưa ai dám so sánh ngang với Bác Hồ. Những vị lãnh tụ coi như là chỉ có Bác Hồ là duy nhất, rồi kế nữa những người thừa kế đó cũng nắm vai trò tương tự như vậy, mà có ai dám xưng hô là ngang hàng với Bác Hồ không? Không dám, cũng là một người đệ tử trung thành của Bác Hồ, đó là quý là danh dự rồi đó, chứ còn đơn giản đâu phải dễ đâu. Mà cái thằng này nó như là một cái bã phân trâu mà lâu ngày nó thành bùn vậy thôi, thành đất vậy thôi, chứ nó có cái giá trị gì đâu. Mà nó dám đem lên ông này, ông dám đem lên tưng bốc cái thằng này lên mà để so sánh với Bác Hồ là tôi thấy rất là đau lòng. Nó càng bưng thằng này nó đưa lên cao hơn thì nó càng hạ thấp cái danh dự Bác Hồ. Tôi nói là bây giờ mấy ông nên nghiên cứu kỹ lại, cái ông Chí Bảo này phải đứng lên nhận cái lỗi là tôi đã có lỡ lời, tôi nói đó là sai trật. Con người á không phải ai khỏi tránh cái điều sai sai trật lỗi lầm hết. Bác Hồ đã biết con người làm con người sống trên đời có nghĩa là làm sai mà biết sửa sai là con người tốt, còn làm sai mà không biết sửa sai, không biết nhận lỗi là cái chuyện đó là không thể chấp nhận được, cái hàng ngũ đó là không phải chấp nhận được. Bác Hồ bác cũng vẫn biết vậy, con người làm sao mà không 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 tránh khỏi lỗi lầm, nhưng mà bác vẫn có nói là làm sai là biết sửa sai là con người đó tốt, là sai được. Còn cái này ông chưa biết sửa sai, ổng còn chối lèo lẻo hết, như vậy là ổng có đứng là đáng là quân tử không? Đâu có quân tử được. Bởi vậy tôi nói thiệt á, bây giờ cái ông Hoàng Chí Bảo này nè, ông nên suy nghĩ lại đi ông Bảo à. Ông nói như vậy mà bây giờ phải chi ông đưa cái bản gốc đó ra, cái cuộn phim, cái bữa ghi âm trong cái cuộc đó đó, ông tôn trọng cái thằng này rõ ràng. Ông nói ông không quen biết, ông chỉ đến đó là một người khách mời đó, giờ ông chưa biết. Rồi tại sao có những cái đoạn băng khác thì ông nói ông đã có quen biết lâu rồi, ông đọc qua những cái tài liệu của thằng Trấn Quang này, thành ra ông nghiên cứu kỹ lắm rồi, ông ăn nói hai lời như vậy đó, là tôi nói tôi phản đối lời nói của ông. Khi nào cấp lãnh đạo phải nghiên cứu kỹ hồ sơ lại, một là làm trong sạch lên để nếu mà ổng bị cắt ghép
thì để sửa mà rửa cái sạch sẽ cho cái bản thân của ông và cái lời nói của ông. Chị bảo còn nếu ổng không có bị người ta cắt ghép mà ổng nói mà ổng chối thì phải có, ổng bắt buộc ổng phải đứng lên, ổng có lời xin lỗi, ổng phải nhận làm sai biết sửa sai. Nhưng mà tôi rất tiếc là cái ông này lúc nào ổng cũng cái miệng ổng bô lên, ổng nói là học theo gương của Bác Hồ ha, ổng nghiên cứu về Bác Hồ, ổng rất là nghiên cứu kỹ, nhưng mà cuối cùng á ổng không học được của bác cái gì chứ. Bác đâu có nói dối, Bác Hồ bác nói cái gì là ra cái nấy, bác khen tặng cũng vậy mà bác trách móc một người nào cũng vậy. Tôi nghe ông nói nhiều lắm, lý luận ông nói rồi về Bác Hồ nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng thấy ông không có học được của Bác Hồ gì hết, ông cũng như một con cái thiệt á. Lời nói ông mà ông chối cái bữa mà ông thiếu tướng mà phỏng vấn ông, mà ông nói ông không có ca ngợi gì mà hết trơn, hỏi này mà có nói đối với tương tự với Bác Hồ không, nó không có, là ông chối cái đó là tôi thấy ông mất uy tín rồi đó. Ông học về đường lối chủ trương cuộc sống cuộc đời Bác Hồ từ hồi nhỏ hồi bé như thế nào, 10 tuổi thì mẹ chết rồi á, em ổng thì còn nhỏ rồi cuối cùng cũng chết rồi, ổng thì thất lạc cha mẹ như vậy, ổng đi làm như vậy tới mẹ chết thì ở ngoài Huế, cha chết ở mà trong Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh của Đồng Tháp, ông kể rành rẽ hết. Nhưng mà những cái đức tính của Bác Hồ ông không học được cái gì chứ, tôi thấy ông chỉ bảo này không học được, không học được là tự chỗ Bác Hồ đâu có nói lao, mà nói rồi bắt đâu có chối, còn ông này ông nói rồi ông chối, mà ông nói là ông tìm hiểu là ông học theo cái đường lối cái chính sách của Bác Hồ là ông bảo này ông nói lao, tôi không tin ông bảo này được. Còn cấp lãnh đạo nên suy xét lại, bắt buộc ông bảo này ông phải đứng lên ông nhìn nhận là ông từng bóc cái thằng Chánh Quang này là ông sai, ông nhìn nhận cái lỗi ông có đó là đơn giản nhất, nhưng mà ông còn không nhìn nhận được rồi ông nói ai tin. Thành ra từ cái chỗ này á, theo tôi thấy vậy nè, tôi nói này á, rồi những cái vị mà đang làm lớn đang lãnh đạo trong cái đất nước của mình á, mà từ đây tới sau mà một vị nào á nói về thành tích lịch sử của cá nhân của một vị nào tướng nào cũng vậy, hay là một ông nào cũng vậy mà đã có qua đời, thì để cho người khác lên đọc cái thành tích là có giá trị hơn. Còn để cho ông Bảo này ông lên ông đọc á là người ta suy nghĩ liền, người ta chỉ cần cười thôi, ta nhích răng ta nhích cái miệng ta cười thôi là thấy đủ chết rồi. Bởi vì ông Bảo này ông nói xạo dữ lắm, mà ông nói thằng Chánh Quang như vậy mà ông còn tâng bốc như vậy, mà mơi mốt mà ông đọc lên cái thành tích của mấy ông á là mấy ông chết ngắt liền, chết lần thứ hai luôn á. Không, cái này lời tôi chân thật tôi nói nha mấy ông nên suy nghĩ lại đó, mấy ông đang lãnh đạo rồi mấy ông còn tỉnh táo á, rồi mấy ông nên suy nghĩ cái lời của nó, tôi chân thành tha thiết tôi nói là rồi mấy ông nghiên cứu đi. Nếu mà mai kia mốt nọ mà mấy ông có lớn tuổi rồi, con người sanh lão bệnh tử không bao giờ mấy ông sống ngàn năm được, thì bây giờ cái hàng mấy ông trung ương cũng 60-70 hết rồi, thì bắt đầu tới chừng mấy ông mãn phần á, mấy ông phải để cái tờ di chúc lại nói với vợ con mấy ông, hay là ông nói với cơ quan của mấy ông á, ai có đọc về vấn đề thành tích của tôi lịch sử của tôi á thì để cho mấy ông giáo sư mấy ông tiến sĩ khác đọc giùm đi, chứ còn đừng có để cho ông Bảo, để thằng Bảo nó đưa lên cái người ta nhếch miệng người ta cười cái là chết tôi à. Nói thật cái đó tôi nói rồi, mấy ông nên suy nghĩ kỹ á. Bị gì thằng Bảo này á, hồi đó đó ông đọc ông nói về vấn đề, ông thiết lý về vấn đề chính trị á, thì ông nói về bác á, là tôi đồng ý nhất nhất cho mọi người đều lắng tai nghe và cảm động cảm xúc. Mà nếu mà sau này á một vị nào mà có quá cố một cái ha, mà để cho ông Bảo này nó lên nó đọc về thành tích thì thôi nó thầy kia với ông chứ là thôi chết được. Không, cái này là đó tôi nói thẳng đó, rồi mấy ông nghĩ cái lời tôi nói rồi có đúng không, chứ còn bị gì nếu thằng Bảo này đợt này nó không có cái ông này ông không có mà đưa cái thằng Chánh Quang lên á, ông không có tôn sùng cái thằng Chánh Quang như vậy á, bị gì ông nói
chánh quang của chúng ta, rồi thích chánh quang của chúng ta, rồi dương dương gì diệt nè của chúng ta nữa. Thì câu như ổng nói chúng ta cái câu đó không đúng, phải chi ổng về nhà ổng á, ổng nói với vợ con ổng á là thích chánh quang của gia đình chúng ta là được, bởi vì mình ăn của nó, mình nịnh nó, thì vợ con cha con mình tôn sùng nó, thì mình nói với nhau trong nhà mình thì được. Và ổng lên giữa một cái hội trường lớn mà ổng nói ra này á, thì đưa ra cả cả dân tộc, cả người, cả đất nước biết, mà ổng nói là Thích Trấn Quang này là một vị thiên tài của chúng ta, là câu đó sai của ổng nha. Thích Trấn Quang là của ổng á, Dương Đình Diệt là gì là của ổng á, chứ còn đối với không phải của tôi à. Ổng nói chúng ta là trong đó có tôi à, vì tôi Việt Nam mà, ổng cũng người Việt Nam mà, thằng Trấn Quang này nó cũng Việt Nam nữa, mà ổng nói của chúng ta là tôi không chịu. Thằng cha này nó bậy nha, ông gài tôi câu đó là tôi không có chịu à. Thằng Trấn Quang này là thằng tào lao, là nó của ông á, ông có nói của gia đình ông thì được. Ông câu này tôi nói là tôi phản đối ông thẳng à, mai mốt tôi cấm ông cái câu đó đó. Ông không có nói câu mà nó là thằng Trấn Quang này là của chúng ta, là nhiều người phản ảnh lắm đó, mà riêng bản thân tôi là tôi lên tiếng hôm nay là tôi cấm đứt ông đó. Ông không có quyền nói của chúng ta được, vì chúng ta trong đó, nếu ông nói của chúng ta là có tôi, bởi vì nó là người Việt Nam, ông người Việt Nam, tôi người Việt Nam, còn nói Bác Hồ của chúng ta tôi đồng ý nha. Ông đóng lỗ tai ông nghe kỹ nha, ông phải nghe kỹ lời tôi nói nè. Nếu mà ông lên đọc cái lời nói về vấn đề diễn văn, ông lên về diễn văn ông đọc vấn đề, ông kể về thành tích Bác Hồ, công việc của Bác Hồ, cuộc sống của Bác Hồ đối với mọi người như thế nào, ông nói ở Bác Hồ của chúng ta tôi đồng ý, dứt khoát câu đó tôi không phản đối, tôi đã chấp nhận câu đó từ hồi lúc tôi 15 17 tuổi mà. Còn nếu mà ông nói Thích Trấn Quang của chúng ta này là, ê ông nói nghiêm chỉnh lại nha, ông chỉnh lời nói ông lại nha, ông có trình độ nha. Còn còn đối với tôi đó là tôi thất học, là tại tôi theo cái cộng tôi ngu, tôi ở trong rừng thì tôi không có học cao, thì tôi vẫn tôi không học cao, nhưng mà tôi biết cái đúng cái sai nha, tôi hiểu nha, hiểu lý lẽ nha. Ông nói thằng Thích Trấn Quang của chúng ta là câu đó là ông cái mồm ông coi chừng á, ở miền Bắc là nó tôi tán ông vỡ mồm á, thấy không? Còn tôi miền Nam tôi không có nói câu đó, nhưng mà ông phải chỉnh đốn lại lời nói đó. Tôi nhắc lại ông câu nữa, ông muốn nói thằng Thích Trấn Quang này của chúng ta đó, thì ông về ông nói với vợ ông nói với con ông, nói với cháu ông, tại vì ông nó cho ông ăn cái gì á, nó quà cáp quà biếu cho ông cái gì á, ông đem về ăn á, thì ông tôn trọng nó, ông vì cái ăn mà ông nâng ông đưa nó lên vậy á, thì coi như là ông tôn trọng, ông phải dạy con cháu ông á, với bản thân ông á. Ông nói là Thích Trấn Quang của gia đình chúng ta, ông nghe không? Nghe rõ câu tôi nói chưa? Chứ còn ông mà đi ra ngoài ngoài đời này mà ông đi nói câu đó là không chấp nhận được. Hôm nay là tôi phản đối ông thẳng luôn á, tôi cấm đứt câu đó, là ông không có quyền nói câu mà ông tôn trọng cái thằng đó mà của chúng ta là tôi không đồng ý. Hôm nay là tôi nói với ông đó là ông nên nghiên cứu kỹ rồi lại nói câu đi. Ông người trí thức chứ đâu, đâu phải là ông thằng dốt đâu, phải những cái thằng ngu dốt, những cái thằng bần cùng của xã hội thì tôi không nói. Còn ông là một giáo sư, ông có tiếng mà, ông cũng từng nói, ông lúc nào ông mở miệng ông cũng từng nói là ông cũng từng kể về Bác Hồ hàng hàng trăm hàng ngàn lần rồi, hoặc là từ nước này cho tới nước ở ngoài nước ngoài quốc tế ông đi kể như vậy. Thì bây giờ ông phải giữ chữ tín cho ông, mà ông phải giữ cái chữ tín cho Bác Hồ chứ, có đâu mà bây giờ ông đem thằng Trấn Quang này mà ông nói ông tôn trọng Bác Hồ, ông kính nể Bác Hồ, mà ông đem ông so sánh cái thằng này với Bác Hồ như vậy, là ông kính với Bác Hồ chỗ nào, ông trọng Bác Hồ chỗ nào, ông sỉ nhục quá thì có. Cái này tôi nói thẳng ông nên ông suy nghĩ lại đi, ông tôn sùng như kỳ á. Bây giờ tôi nói thí dụ với ông nha, một người chuyên gia ăn trộm ăn cắp, một thằng xấu đối với xã hội nha,
tù đày, mà một cái người đàng hoàng nhỏ lớn, người ta sống trong xã hội, người ta không mất uy tín, người ta có danh dự, người ta có đạo đức, mà bây giờ ông đi so sánh hai thằng cái ông Cào Bằng, vậy là ông đúng không? Xã hội ta nể ông không? Còn huống hồ chi đối với Bác Hồ là coi như dân tộc Việt Nam mình chỉ có Bác là duy nhất mới làm nên được cái sự nghiệp này cho cả dân tộc này, mà chưa ai dám sánh vai bằng Bác Hồ. Sự lãnh đạo của người ta cũng cũng tương đương là cũng như Bác Hồ, nhưng mà người ta còn chưa dám dám nói là người ta ngang hàng với Bác Hồ. Còn ông mà đem cái thằng cặn bã này mà ông so sánh như vậy, mà ông nói ông trọng Bác Hồ, ông kính Bác Hồ là ông, cái thằng láo khoét, thằng nịnh, nói thẳng với ông là nói thẳng với mặt với ông là một thằng quá nịnh nịnh, cứ bằng phải nói là ông, tôi xin nói cái là trên đời này là ông vua nịnh luôn á, chứ không còn nào mà nịnh hơn ông nổi đâu. Cũng nịnh cũng vừa phải thôi chứ có đâu mà nịnh mà trắng trợn vậy đó. Giờ ông á, nếu ông thật sự thật ông có hai cái lỗ tai ông nghe, thì bây giờ ông hãy lắng nghe cái sự bình luận trên xã hội này lúc này nói về ông như thế nào, để rồi ông phải có một sự lên, ông cứ nhìn nhận sự thật. À, bữa đó tôi nói cái đó lố bịch, hơi hơi bố láo quá, thôi tôi lỡ lời rồi. Bây giờ tất cả bà con trong nước lớn nhỏ gì cũng vậy, thôi thông cảm thì bỏ qua cho tôi, bị tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng hơi lời nói cũng hơi chệch chọt vậy đó, nó mẹ nó vậy cái đi, rồi người ta bỏ qua, tao tao không bức xúc nữa. Còn để kiểu này á là nghe nó tức hoài. Tôi hỏi ông nè một câu nói này nữa rồi thôi, tôi cũng trong đêm nay tôi cũng không nói thêm nữa. Tôi hỏi ông nè nha, ở xóm ông đi có một đứa con nít cỡ chừng 5, 7 tuổi, 10 tuổi, mười mấy tuổi trở lại đó, mà nói nó nói cái gì ra cái nấy, ông thấy đứa đó ông quý không, ông thương không? Còn một đứa nó lọt chọt, nó lao chao lóc chóc, nó nói rồi nó chối, nó gặp cái gì nó quơ hốt cái nấy, mà ông cho nó ăn thì nó nói theo ông, mà bắt đầu nó lợi chỗ khác thì nó nói xấu ông. Rồi ông đánh giá hai đứa nó như thế nào, ông có biết mắt, ông có thương đứa nào mà ông trọng đứa nào mà ông ghét đứa nào? Thấy cái thằng lao chao lóc chóc là ông mắc bực rồi đó, mà ai cũng nói ô cái thằng đó nói ai nghe đó. Rồi hiện bây giờ ông đã lớn tuổi nè, bạn bè ông có nè, ngang hàng với ông có nè, mà học trò ông rất là nhiều. Ông nói ông từng 40, 50 năm nay cũng ông dạy, ông giải thích rồi cũng biết bao nhiêu, ông cũng nằm, ông cũng đứng trên bục giảng rồi ông dạy mà tiến sĩ này cái đó đâu đó cũng nhiều đó. Nhưng mà ngày giờ này cái lời nói của ông vậy đó, mà ông thấy nguy hiểm nhất á, là những cái người mà phản đối mình á, là người đó thương mình. Còn cái người á, nó nịnh bợ, nó vỗ tay, nó ủng hộ mình là cái người ghét mình đó. Bây giờ tôi nói từ rồi tôi điển hình cho ông thấy nè, nó thằng Thích Trấn Quang nó nói rồi, trong cái chùa của nó đó có Phật tử nào mà dám đứng lên nói thầy ơi thầy nói cái kiểu đó là chết rồi, mai mốt người ta phản đối là mình không có đường trả lời nha, bí đè, bí đường nha, là câm họng luôn nha thầy. Có thằng nào dám đứng lên nói không, toàn là vỗ tay không, ủng hộ không đó. Tôi nói rồi ông mở con mắt ông nhìn đi, ông lắng lỗ tai ông nghe đi, rồi ông nhìn thấy cái cảnh tượng đi. Thằng Đức cũng vậy, mà thằng Trấn Quang này cũng vậy, nó trong chùa nó nói là chú bằng cứ găng gắt là cứ vỗ tay luôn, trong cái hội trường của ông nói hôm cái bữa thằng Trấn Quang nhận cái bằng này cũng vậy đó. Ông thấy đi, bao nhiêu người vỗ tay á là bao nhiêu người đó hại ông đó. Còn hôm nay á ông nghe tôi nói vậy á thì ông nghĩ là cái này nó ghét mình à. Tôi với ông mắc mớ gì mà ghét, tôi có biết ông ở đâu đâu, tôi chỉ dòm ông trên mạng với tôi nghe tiếng nói ông thôi, chứ tôi với ông có láng giềng đâu mà ghét, có mắc mớ gì đâu, phải làm ăn chung ngành đâu mà ganh ăn ghét ở cạnh tranh nhau. Mà tôi đâu phải giáo sư tiến sĩ gì đâu mà dạy với nhau mà tranh cạnh vấn đề uy tín với nhau đâu, mà chọt nhau ghét nhau hay ghét nhau để hại nhau làm gì. Tôi chỉ với ông chỉ có một cái là đồng với nhau là một người Việt Nam cùng ở một xứ với nhau, cùng ở đất nước với nhau, mà thằng láo với thằng thằng thiệt tình thì hai đó nó chổi nhau thôi. Cũng như tôi với ông, tôi không hòa đồng được với ông lúc này tại ông nói xạo, thành ra tôi bực mình tôi phải nói. Chứ còn bây giờ mà tôi với ông có mắc mớ gì đâu mà tôi ghét ông,
nhưng mà tôi thấy tôi nhục cho ông cái nói mà không không dám nhìn nhận cái lời nói của mình mà để cho bao nhiêu người ta cười, thành ra mất uy tín. Thành ra hôm nay tôi nói ông vậy đó, ông nên nghiên cứu kỹ đi, những người ủng hộ mình, những người vỗ tay tưng hô mình đưa lên đó, ông nhìn kỹ đi những người đã giết mình đó. Còn những người mà nói chuyện như tôi vậy nè, ông nghe là ông thấy ghét lắm á, nhưng mà ông nằm ông nghĩ lại đi, là tôi nếu mà hồi đó mà bữa đó mà nếu tôi có nằm vô trường hợp ở đó là tôi nói với ông liền, ơi thầy ơi, thầy mà nói câu này mai mốt là người ta lên ta phản đối là thầy bó tay luôn á, ta nói là cũng như thầy bị khớp mỏ luôn á, sau này thầy nói không ai tin đâu nha, sau này là người ta nói là tới tới cái danh tiếng của thầy cái là mất uy tín đó. Tôi bữa đó nếu tôi trong hội trường đó là tôi đứng lên tôi phản đối ông liền á, là lúc đó là ông ghét tôi lắm phải không, nhưng mà cuối cùng thấy y chang đi. Trời đất ơi, mình nói một tiếng nói là mình thấy nó vỗ tay mình vậy đó nha. Trên đời á ông nhớ nè, cái thằng mà nó bợ đít mình á là không phải nó thương mình đâu, ông nghĩ là nó bợ bợ đít ông vậy là nó thương ông hả? Ông sai lầm to rồi, nó bợ đít ông là có cơ hội là nó hất ông đó, biết không? Già phải kinh nghiệm vậy sống chưa nổi nữa đó. Chứ đừng nói mà thấy nó bỏ đít, nó vỗ tay mình, nó hoan hô vậy cuối cùng nghe lời làm chết chưa? Ông thấy Đức không? Đức nó nói cái ông thấy ở dưới hội trường nó cười ngất ngơ ngéo đó, ông coi lại mấy phim đó, ông học bài học đó, tôi chỉ giùm ông á, tôi dốt thiệt. Nhưng mà đối với ông so sánh cái đường đời đường đạo gì tôi không biết, chứ nói thiệt tôi mà thấy cái hiện tại tôi nói à, ông thấy Đức chưa, cuối cùng á bị mà khớp mỏ đợt đầu năm đó, rồi giờ cuối cùng vĩnh viễn luôn đó, mãi mãi luôn đó. Rồi chẳng quan cũng vậy nữa, rồi không ông đi hứng hứng sao một bữa đó không biết nó đãi trứng rồng ông ăn hay gì đâu, ông tung hô cho nó cho cố như vậy. Chứ ba cái mà thực phẩm bây giờ hải sản này kia nọ rồi cua quỳnh đế rồi nó cũng có mấy chục triệu một ký chứ nhiều, mà không lẽ nó đãi bữa đó chắc là bộ đãi trứng rồng ăn hay sao mà tung hô nó đưa lên mây giữ ông cứu nội làm cho mất uy tín. Thôi rồi như này nhắc chú Bảo nhiều đó đó, rồi suy nghĩ lại đi, mai mốt lên cái nhận nhận tôi lỡ bữa đó tôi nói đó quá đáng vậy đó, rồi nhận với ban tổ chức nào đó thôi để cho phục hồi lại, chứ không miễn nhiệm về cuộc đời tôi mấy chục năm nay này kia nọ thì ta cũng cứu xét lại cho. Rồi yêu cầu bây giờ ông mà lên trên mạng, ông mà lên trên đài ông nhận cái lỗi thì cuối cùng ta cũng không nói nữa đâu, theo tôi đánh giá vậy đó. Còn nếu mà ông chối lèo lẻo vậy nói nữa rồi nha, cái này tôi nói thiệt à, hôm nay nói thiệt cái từ hồi ông thiếu tướng đó mà không dấn ông mà ông chối là bắt đầu tới nay là tôi thấy tôi cũng bực bội đó, mà nhiều người còn bực bội nữa đó. Thì ba đơn tự người ta đưa tùm lum hết trơn đó, rồi cuối cùng bộ giáo dục đào tạo người ta mới chi lùng ra, cuối cùng nó lòi bánh chành hết trơn, không lẽ bộ giáo dục đào tạo giờ mấy vụ này người ta bỏ qua đâu dễ gì, trời ơi cả đất nước rồi chứ bộ đơn giản đâu mấy ông nội. Vậy thôi hôm nay tôi có lời nói nhắn nhủ với ông Bảo vậy đó, cũng mong bà con của mình đó, nếu mà ông có đứng lên ông nhận lỗi thì mình bỏ qua, còn nếu mà ông không nhận lỗi thì mình thấy cái gì mình thắc mắc thì mình đứng lên mình nói, có nghĩa là mình đóng góp cho cái sự này cho nó tốt đẹp cho đất nước cho xã hội, chứ mình cũng không có ganh ghét người nào mà cũng không có bỏ người nào. Thì thành ra thôi hôm nay tôi cũng có bao nhiêu lời đó, xin kính chúc bà con của mình tất cả cũng được ngon giấc, tôi xin hết. Ok anh, thank you anh rất nhiều, chúc anh cùng gia đình sức khỏe nghe. Dạ cảm ơn anh. Dạ bạn.